Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép tranh nên hình ảnh sẽ không trùng khớp với nội dung của âm thanh, tập trung vào tình tiết gây cấn thú vị của chuyện. Chúc mọi người xem video vui vẻ, nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Hai bên liền liều mạng mấy trăm lần, thấy khán giả đều tại ngáp. Cái kia con kỳ không kiên nhẫn được nữa, hắn thể năng dù sao cũng có hạn độ, trước mắt đã tiêu hao hơn phân nửa, tiếp tục như vậy nữa cũng không phải là cách pháp. Thế là lớn giết gào một tiếng, một thoáng bắn ra ba đạo giết sạch, chia ra tấn công vào năm tên Diệp Minh sinh mệnh phục khác. Răng rắc, lần này, sinh mệnh phục khác rốt cuộc ngăn cản không nổi, dồn dập bị cắn giết, 15 đạo binh vòng trở về Diệp Minh thân thể. Như thế như vậy người, lính của hắn vòng liền so lúc trước khuếch trương gấp 20 lần, có thể dung nạp 21 vạn 9 bước trí tôn võ đạo thần binh. Mà một bên khác, quân kỳ đang kéo dài ác chiến về sau, tiêu hao rất lớn, hình thể thế mà đều rút nhỏ mấy lần. Hắn nhìn chằm chằm vui nhiều, cười lớn nói, "Nhân loại sâu kiến, bây giờ chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của ta đi." Diệp Minh sau lưng, đột nhiên mở ra một đạo binh vòng, vòng bên trong có dấu 21 vạn võ đạo thần binh, lực lượng của bọn nó hội tụ đến một chỗ, ngưng tụ thành một đầu rực rỡ bàn tay lớn, phù văn sáng tắt, pháp tắc xen lẫn, hung hăng cầm lấy côn bằng thân thể. Một kích này, so với trước kia 15 tên sinh mệnh phục khắc hợp lại mạnh hơn nhiều. Tăng thêm côn kỳ thể lực nghiêm trọng yếu bớt, này lên kia xuống dưới Diệp Minh một thoáng liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. 3. Bàn tay lớn kia gần thời điểm, côn bằng liều mạng chống cự, Diệp Minh vung tay liền là một cái miệng rộng, đánh cho nó đầu óc quay cuồng. Sau đó, bàn tay lớn một khép, đem cái này to lớn côn bằng thần thú bắt được, giống con con lươn nhỏ một dạng, trong tay rãy dụa tới dãy dụa đi. Ngưu phá thiên ha ha cười to, kêu lên, tốt. Không hổ là ta bạn của Ngưu phá thiên, thật sự có tài. Diệp Minh lại cũng không dám thật đem đối phương đánh giết, thế là tay hất lên, đem bỏ qua, lập tức thu bàn tay lớn. Cái kia côn kỳ sau khi hạ xuống, liền trở lại thân người, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Minh, đầy mặt lửa giận. Ngay trước nhiều như vậy bạn cũ trước mặt, bị một cái nhân loại cho hạ gục, cái này cũng quá không ra gì. Lão Hoàng khẽ vươn tay, nói, lão côn gia, đưa tiền đây. Côn gia cũng là sảng khoái, lập tức xuất ra 500 triệu vĩnh hàng tệ giao cho Diệp Minh diệp minh vừa lòng thỏa ý cầm tiền liền cười ha hả lui sang một bên hỗn độn sinh linh kỳ thật từ trước tới giờ không xem bối cảnh chỉ nhìn thực lực diệp minh thế mà có thể đánh bại mạnh mẽ côn kỳ những cái kia hỗn độn sinh linh hậu đại lập tức liền đối với hắn nhìn với con mắt khác tại chỗ liền có không ít đến đây chào hỏi cố ý cùng hắn giao kết giao bằng hữu diệp minh là hào sảng về sau lập tức xuất ra rượu ngon cùng chư vị cộng ẩm trong đó có vị nam tử hình thể thon dài Cùng nhân loại không khác nhau chút nào, Diệp Minh cũng nhìn không ra kỳ lai lịch. Đối phương tự giới thiệu, mới biết là một vị Long tộc cường giả. Long tộc tổ tiên, bản thân liền là trong hỗn độn đàn sinh cường giả, sau này lại sáng tạo ra Long chi Văn Minh, là siêu cấp văn minh bên trong tương đối mạnh mẽ. Thượng Long tu luyện liền là Long tộc công pháp, Diệp Minh không khỏi đối vị này Long tộc thanh niên có mấy phần thân cận. Hai bên lẫn nhau hỏi ý kiến tên họ, biết được đối phương gọi Long Kích Tử, là đương đại Long thần tiểu nhi tử. Long Kích Tử có chút tán thưởng Diệp Minh, mời hắn rảnh rỗi là hướng Long tộc một nhóm, hắn nhất định toàn lực khoản đãi. Nói chuyện, Long Kích Tử nói, Diệp Huynh, ngươi có thể đánh bại Côn Kỳ, làm thật không dễ dàng. Nhớ năm đó, Côn Tổ lấy một địch ba, đem Tam Hoàng nhất cử trấn áp vạn năm. Nếu không phải một vị khác nhân tộc đại thần theo bên trong hòa giải, chỉ sợ đến nay còn muốn bị trấn áp. Diệp Minh trong lòng hơi động, khó trách thiên hoàng khiến cho hắn giáo huấn một thoáng côn tổ hậu đại, Nguyên lai thời gian trước nếm qua đối phương thua thiệt a. À. Nhưng vào lúc này hỗn thiên đột nhiên mở miệng nói giờ lành đã đến thỉnh chư vị ngắm cảnh. Đang khi nói chuyện bầu trời một thoáng phát sáng lên tinh hệ cùng tinh cầu đều biến mất chỉ thấy trong vũ trụ mịt mờ có một đạo nhân hình bóng mờ chậm rãi làm lấy huyền ảo động tác. Động tác này quá mức huyền bí diệp minh chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy ngực khó chịu phảng phất lực lượng toàn thân đều bị rút sạch hắn giật này cả mình quét bốn phía một cái, phát hiện hết thảy hỗn độn sinh linh đều khẩn trương nhìn xem cái kia cảnh tượng. Bất quá bọn hắn cũng đa số giống như Diệp Minh, nhìn lên một cái, liền muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Giờ này khác này, hắn không kịp hỏi đến này cảnh là lai lịch ra sao, chỉ có thể trợn to trong mắt, cưỡng ép chỉ nhớ. Ngũ giai hỗn độn toán trận, toàn lực suy tính, vẫn như cũ vô phương kéo dài quá lâu, thường thường một cái hô hấp liền sẽ choáng đầu hoa mắt, không thể không dừng lại quan sát. Tiếp tục như vậy, ta chỉ sợ không nhớ được bao nhiêu. Hắn chân mày nhíu chặt, suy tư đối sách. Một lát sau, hắn liền đem 21 vạn võ đạo thần binh phóng xuất. Những võ đạo này thần binh, theo thứ tự mở mắt quan sát, mỗi lần chỉ nhìn một cái nháy mắt. Trong nháy mắt, làm 20 nháy mắt, làm tất cả 21 vị võ đạo thần binh đều nhìn một lần lúc, liền có thể kéo dài 800 cái hô hấp. Hắn biện pháp này, tựa như nhân tộc trốn cũ điện ảnh phim nhựa một dạng, đem mỗi trong nháy mắt ghi chép lại người đầu tiên hình bóng mờ động tác, kéo dài 100 cái hô hấp tả hữu. Sau đó, cái thứ hai bóng mờ xuất hiện, đó là một cái tay, tại làm lấy phức tạp kết ấn thủ thế, như cũ kéo dài hơn 100 hô hấp, cái thứ ba là một đạo biến ảo ánh sáng, vặn vẹo bất quy tắc, chợt đông chợt tây, kéo dài hơn 50 cái hô hấp, cái thứ tư là một đạo phù, chưa từng tới tay, tựa hồ có cái tay vô hình tại viết nó. Này phù huyền diệu vô cùng, kéo dài gần 200 cái hô hấp. Cái thứ năm lại là vô số cổ lão chữ viết ở trên trời chảy qua, mà lần này, kéo dài trọn vẹn hơn 300 cái hô hấp. Đợi đến thiên văn tan biến lúc, cái kia hơn 800 cái thời gian hô hấp, cũng tiêu hao đến còn thừa không có mấy. Cảnh tượng tan biến về sau, hết thảy hỗn độn sinh linh đều cúi đầu xuống, từng cái minh tư khổ tưởng, cố gắng nhớ lại trước đó thấy. Diệp Minh con mắt bốn phía ngắm, sau đó trở về lão hoàng bên người, phát hiện nó thế mà cũng đang nhớ lại, liền không có quấy rầy. Qua ước chừng 10 cái hô hấp, Lão Hoàng mở mắt ra, một mặt tiếc nuối nói, thế mà chỉ ghi nhớ không đến một phần 10. Diệp Minh giật mình, Lão Hoàng bực này đại thần, liền ghi lại một phần 10. Lão Hoàng, ngươi cũng không có nói ngắm cảnh sự tình A. À. Diệp Minh hỏi. Lão Hoàng, này hỗn độn đại hội, 10 lần bên trong khó được có một lần sẽ tao ngộ cơ duyên như vậy, vận khí của ngươi có thể coi như không tệ. Nguyên lai, like, mới vừa chi cảnh, chính là hỗn độn chưa phân thời điểm cái kia khôn cùng trong hỗn độ xuất hiện cảnh tượng cách mỗi vài ước năm nó liền sẽ tái hiện một lần cái kia đầy trời cũng là đột nhiên cảm ứng được việc này mới thông trì mọi người tiểu tử ngươi nhớ kỹ mấy phần lão hoàng hỏi diệp minh cười khổ trong đầu chỉ có mấy cái đoạn ngắn lại nghĩ lại liền sẽ nhức đầu lão hoàng cái này cũng như thường tu vi của ngươi quá thấp bất quá ta gặp ngươi thả ra dùng võ đạo thần binh ghi chép trong nháy mắt đó là vô dụng. Diệp Minh như bị tạt một chậu nước lạnh, kêu lên vì cái gì vô dụng này liên tục cảnh tượng. Dù cho ngươi nháy một thoáng con mắt, biết cảm giác đều sẽ khác biệt. Huống chi như thế thỉnh thoảng ghi chép. Bất quá người ngốc có ngốc phúc, dùng năng lực của ngươi còn vô phương lĩnh hội kéo dài cảnh tượng. Nếu chỉ là lĩnh hội đoạn ngắn, cũng là cái biện pháp. Diệp Minh cười khổ, khó trách cái khác hỗn độn sinh linh đều không dùng hắn biện pháp, thì ra là thế à? cảnh tượng tan biến về sau hỗn độn sinh linh nhóm tựa hồ cũng nghĩ bế quan lĩnh hội cho nên này hỗn độn đại hội liền qua loa kết thúc nguyên bản rất nhiều đặc sắc tiết mục cũng không có thể lên diễn diệp minh cũng là không tiếc núi, chuyến này kết giao không ít hỗn độn sinh linh hậu đại còn kiếm lời 860 triệu vĩnh hàng tệ được ba kiện bảo bối cũng xem như chuyến đi này không tệ đi theo lão hoàng rồi đi hỗn độn núi thời điểm cái kia ngưu phá thiên quả nhiên lặng lẽ tiến vào diệp minh đại thế giới chiếc nhẫn sau đó do hắn mang theo về tới thiên đạo đại lục. Làm Diệp Minh đem hắn thả lúc đi ra, cái này lão ngưu nhà tiểu tử, hưng phấn đến gào gào thét lên. Diệp Minh thân là chủ nhà, tự nhiên muốn cực kỳ khoản đãi, liền xuất ra rượu ngon, mỹ thực. Ngưu phá thiên là cái ăn hàng, qua vài ngày nữa miệng nghiện. Bất quá, Diệp Minh rất nhanh liền phát hiện, vị này ngưu huynh vẫn là vị sắc phôi, đánh ngày thứ ba bắt đầu. Đã vào ở thiên đạo đại lục nổi danh nhất câu lan viện, mà lại đánh chết cũng không nguyện ý ra tới. Diệp Minh cũng là biết, không câu nệ là hỗn độn sinh linh, vẫn là bách tộc, đối với nhân loại nữ tử đều là mười phần ưa thích. Bởi vì hình người là vũ trụ ở giữa hoàn mỹ nhất hình thể, bởi vậy cũng không cảm giác kỳ quái. Thế là, hắn tùy ý như phá thiên phong lưu khoái hoạt, chính mình liền đi bế quan tu luyện, lĩnh hội cái kia trong hỗn độn năm cảnh tượng. Đồng thời, số 1 đến số 4 sinh mệnh phục khắc, như cũ ở mọi phương diện kinh doanh. Một đoạn này thời kỳ, Diệp Minh khống chế thiên bảo lâu cùng tiền trang, tại tài thần duy trì dưới. Do nguyên lai hơn 100 cái đại thế giới, mở rộng đến hơn 300 cái đại thế giới, hơn nữa còn đang nhanh chóng khuếch trương bên trong. Tiền trang có truyền kỳ học phủ, tam hoàng đại thế giới, cùng với thiên đạo đại lục làm uy tín chỗ dựa, cho nên mọi người mười phần ỉ lại. Theo tiền trang vận động đi vào quỹ đạo, tiền trang số lượng càng ngày càng nhiều, Diệp Minh tại từng bước giảm xuống tiết kiệm tiền tiền lãi. Nguyên bản, tồn một năm tiền lãi cao đã xuống đến 10%, hai năm 12%, 3 năm 15%. Dĩ nhiên, thả tiền tiền lãi cũng theo đó giảm xuống, thấp đến liền người bình thường đều có thể tiếp nhận. Làm tiền trang ở các nơi đứng vững gót chân về sau, Diệp Minh bắt đầu áp dụng kế hoạch của hắn, mở rộng phổ cập công trái. Mỗi một cái tại tiền trang tiết kiệm tiền người, trong tay đều sẽ có một tấm đến kỳ thực hiện bằng chứng, xưng là công trái. Công trái là dùng chân quý tài liệu chế tác mà thành, theo thời gian trôi qua, công trái bản thân mặt giá trị sẽ phát sinh biến hóa. Diệp Minh kế hoạch bước thứ nhất, liền là tuyên cáo thiên hạ, tất cả mọi người công trái có lưu thông tư cách. Nói một cách khác, giáp công trái có thể dùng cho đổi phương thức, lưu chuyển đến ất trong tay. Ất trong tay công trái, đến kỳ về sau liền có thể đi tới tiền trang rút ra tiền vốn cùng tiền lãi. Đồng thời, một tấm lớn mặt đáng giá công trái còn có khả năng hối đoái thành một số tờ mì sợi đáng giá công trái. Bước thứ hai, liền là công trái vĩnh đổi công năng. Tỷ như một tấm công trái, nó lẽ ra nên tại một năm về sau đi tiền trang hối đoái vốn và lãi. như nếu là người nắm giữ cự tuyệt hối đoái, như vậy tiền trang liền sẽ tự động chuyển thành không lợi tức tiền gửi ngân hàng lấy không phải báo trước, lâu có hối đoái năng lực. Mà lúc này, Diệp Minh phát hành công trái, liền có tiền tệ công năng. Thế là bước thứ ba, tiền trang liền có thể căn cứ khống chế nhân khẩu cùng kinh tế quy mô, phát hành vô tức công trái. Mà này vô tức công trái, chính là đường đường chính chính tiền tệ, có cùng vĩnh hàng tệ, phù tiền một dạng lưu thông công hiệu. Diệp Minh sở dĩ có lớn như vậy lực lượng, ở chỗ hắn dựa lưng vào một cái mạnh mẽ thiên đạo đại lục, còn tại ở trong tay hắn có đủ nhiều tiền. Khỏi cần phải nói, chỉ là tại hỗn độn núi thắng đến 860 triệu vĩnh hàng tệ, cũng đủ để cho hắn tiền trang vận chuyển một đoạn thời gian. Công trái tiền tệ hóa kế hoạch thực hành về sau, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tỷ như hiện tại, Diệp Minh liền gặp phải phiền toái, không biết nguyên nhân gì, từng cái đại thế giới xuất hiện bán tháo công trái hành vi. Bọn hắn bán tháo hành vi rất điên cuồng, thậm chí dùng thấp hơn mặt giá trị một thành giá cả ra tay. Những hoạt động này tạo thành dân chúng khủng hoảng tâm lý, sau đó đã dẫn phát ép buộc chiều. Số một sinh mệnh phục khác lập tức triệu tập phụ trách tiền trang quản lý mọi người, tổ chức hội nghị khẩn cấp. Tham dự hội nghị người bao quát tam hoàng đại thế giới hộ bộ thượng thư, chuyên kỳ học phủ mấy vị trưởng lão cùng đường Nguyệt Tiên. Diệp Minh bên này, Ngọc Tiêm Tiêm, Vũ Thiên Ảnh, mộ dung khói tín trương hoành nam cung vi vi vân phong kim huyền bạch mấy người tại những người này riêng phần mình đều phụ trách một chút khu vực tiền trang đối tình huống hiểu nhiều nhất đã điều tra xong sao là cái gì thế lực tại nhằm vào chúng ta diệp minh hỏi đường nguyệt tiên nói truyền kỳ học phủ ở các nơi đều có tai mắt sơ bộ phán đoán là chân thần giáo cùng tinh vân giáo tại ra tay với chúng ta chân thần giáo Diệp Minh thật bất ngờ, chân thần giáo cùng chúng ta gì thù gì oán. Còn nữa, tinh vân giáo không phải hủy diệt sao? Nam cung Vi Vi nói, môn chủ, tinh vân giáo mặc dù giải tán, nhưng giáo chủ chưa chết, rất nhiều hạch tâm trong giáo thành viên đều cùng ở bên cạnh hắn, đang chuẩn bị đông sơn tái khởi. Hộ bộ thượng thư nói, bệ hạ, cái kia chân thần giáo am hiểu nhất chính là tiền trang cùng mộ dịch, tiền của chúng ta thôn trang động ích lợi của bọn hắn, bọn hắn sẽ phản kích là bình thường. Diệp Minh ngay lập tức chúng ta phát hành công trái tổng số là bao nhiêu. Ngọc Tiêm Tiêm phụ trách việc này, nói, môn chủ, phát hành tổng ngạch làm 6 triệu. 6 triệu sao? Không nhiều. Từ giờ trở đi, mặc kệ những người kia bán tháo nhiều ít, hết thảy mua xuống. Hắn nói. Ngọc Tiêm Tiêm một mặt khó xử, có thể là môn chủ, trong tay chúng ta tài chính có hạn. Diệp Minh cười một tiếng, đem một cái chữ vật giới chỉ ném cho Ngọc Tiêm Tiêm, nói, bên trong có 10 triệu, dùng hết còn có trước 1/3 công trái hẳn là giá thấp mua vào bên trong 1/3 các ngươi dùng như thường giá mua vào sau đó 1/3 liền đem giá cả cho ta tăng lên hai thành có nhiều ít mua bao nhiêu Ngọc Tiêm tiêm trong tay có tiền tâm không hoảng hốt cười nói môn chủ biện pháp này làm thật tốt dùng mua sắm trước 1/3 công trái chúng ta ít hoa gần một thành tiền sau 1/3 chỉ sợ giá cả càng cao càng không ai nguyện ý ra tay Diệp Minh, chân thần giáo tình huống bên kia, các ngươi có không hiểu rõ. Vũ Thiên Ảnh nói, môn chủ, chúng ta phái người đi qua bên kia, thật thần giáo tiền trang làm được xác thực rất lớn, mà lại bắt đầu bắt trước chúng ta phát hành công trái. Kích thước của bọn họ như thế nào? Diệp Minh hỏi. Đối phương nếu phát động không thấy máu chiến tranh, vậy hắn không ngại phản kích một thoáng. Vũ Thiên Ảnh, thật thần giáo tiền trang, ít nhất tại hơn 400 cái đại thế giới sắp đặt cửa hàng, tên liền nghiêm túc thần tiền trang. Chúng ta tính ra, đối phương thả ra công trái, nói ít cũng có 50 triệu. Diệp Minh cười nói, cái này chân thần giáo, thật là tham. Cơ sở không có đánh tốt, cứ như vậy lạm phát công trái. Rất tốt, cho ta hàng loạt mua sắm bọn hắn công trái, sau đó dùng đồng dạng biện pháp ép buộc. Nói xong, lại đem một cái chiếc nhẫn giao cho Vũ Thiên Ảnh trong tay, bên trong còn có 50 triệu vĩnh hàng tệ. Tất cả mọi người bị Diệp Minh khí độ chích phục, nay tùy tiện liền ném ra 56 triệu, cũng quá có tiền đi. Vũ Thiên Ảnh nói, chỉ cần có tiền, tự nhiên có khả năng đè sập chân thần tiền trang. Có thể là ta lo lắng, cử động lần này sẽ để cho chúng ta tiếp nhận tổn thất to lớn. Một phần vạn chân thần tiền trang từ bỏ uy tín, cự tuyệt trả tiền mặt, mấy chục triệu đầu nhập đã có thể đổ xuống sông xuống biển. Sẽ không." Diệp Minh nhàn nhạt nói, chân thần giáo nếu dám bội tín, vậy liền hưng binh thảo phạt, bức hắn cắt nhiều lãnh thổ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Đường Nguyệt Tiên nói, "Nhân hoàng, phương pháp này không ổn. Ngươi như thảo phạt chân thần giáo, thần tộc sẽ không ngồi yên không lý đến." Diệp Minh nói, "Thần tộc phản ứng sẽ không như vậy cấp tốc, chỉ cần chúng ta có thể tại một ngày phía dưới bắt lại chân thần giáo, tuyệt không vấn đề." Đường Nguyệt Tiên nói, "Lời tuy như thế, có thể cuối cùng có nguy hiểm. Cái kia chân thần giáo khống chế 106 cái đại thế giới, thế lực khổng lồ. Theo ta được biết, Chúng nó hẳn là có được chân thần cấp tàu mẹ, đánh hạ không dễ Diệp Minh, hành sự tùy theo hoàn cảnh, tóm lại không thể ăn thua thiệt Thương nghị hoàn tất, mọi người cắt đi việc Một bên thu mua bán tháo công trái, một bên lại thêm tiền mua sắm chân thần tiền trang công trái Lúc này, thật thần giáo tổng đàn bên trong, giáo chủ và một đám trưởng lão cũng tại tổ chức hội nghị Chân thần giáo chủ lại có thể là vị người thiếu niên, anh tư bừng bừng phấn chấn, tầm mắt kiên nghị hắn nghe các trưởng lão hồi báo, đột nhiên nói, tiếp tục phát hành công trái. Thiên đạo tiền trang biện pháp này thật sự là dùng quá tốt, chúng ta có khả năng không cần một phân tiền, liền có thể phát hành hàng loạt có thể dùng tại mua sắm tài nguyên công trái. Các trưởng lão nhìn nhau, một người nói, giáo chủ. Này pháp có thể chỉ lần này thôi, nếu là quá độ phát hành công trái, chúng ta đem như thế nào hoàn lại. Không sao, những cái kia công trái, muốn tới một năm hoặc hai năm sau mới có thể hối đoái. Còn nữa nói, những người kia cũng chưa chắc nhất định hối đoái. Trước mắt hàng đầu sự tình, vẫn là muốn đem thần tháp kiến tạo thành công. Này thần tháp, chúng ta chân thần giáo kiến tạo trên trăm vạn năm, còn kém cuối cùng mấy đạo trình tự làm việc. Chỉ bất quá, tháp này quá hao phí tài nguyên, chúng ta thật thần giáo tài nguyên lỗ hồng cao tới trên trăm triệu, nếu là không phát đi công trái, lại sao có thể đem thần tháp xây thành. Các ngươi yên tâm, thần tháp một thành, chúng ta chân thần giáo, liền có được vô thượng chân thần thực thể, tiến cấp làm chủ thần cấp văn minh. Đến lúc đó, không quan trọng trăm ngàn tỷ nợ nần tính là gì. Coi như một ngàn triệu, chúng ta cũng trả nổi. Thiếu niên giáo chủ hang hái, không nghe người ta dán. Đáng tiếc vị này thiếu giáo chủ cũng không rõ ràng, thiên đạo môn cũng đang dùng giống nhau biện pháp, ép buộc hắn chân thần tiền trang. Diệp Minh tuy nói gào thét muốn tiến đánh chân thần giáo, nhưng hắn làm việc cẩn thận, lúc này số hai sinh mệnh phục khắc, đã lặng yên đến thật thần giáo địa bàn, bốn phía tìm hiểu tin tức. Dựa vào thời không chi kiếm, hắn ẩn núp dấu vết hoạt động, đi tới tổng đàn. Thật thần giáo tổng đàn, bị từng lớp sương mù che lấp, Diệp Minh quan sát một phiên, không được kỳ môn mà vào. Đúng vào lúc này, hắn thấy một vị cách ăn mặc ngăn nắp người trung niên, đang muốn đi vào tổng đàn. Tu vi của người này tại trường sinh lục cảnh tả hữu, chắc hẳn nên trong giáo tương đối có địa vị. Thế là hắn âm thầm thi triển bí pháp, đem một tia thần niệm, lặng yên không một tiếng động rơi vào đối phương thân áo bên trên, đi theo đi vào. Cái kia đạo thần niệm tĩnh lặng bất động, chẳng qua là yên lặng quan sát đến chung quanh. Người trung niên đi một đoạn lộ trình, tiến vào một cánh cửa. Cánh cửa kia bên trong, ẩn giấu đi một không gian khác. Vừa vào trong đó, chỉ thấy một tòa cao tới vạn dặm cự tháp đứng vững, vô số người cùng thiên công khôi lỗi, đang đang bận rộn lấy. Diệp Minh lấy làm kinh hãi, này tháp khí thế, không tại lúc trước vĩnh hằng tháp phía dưới trong lòng hắn khẽ động cái kia thần niệm liền rơi xuống mặt đất dung nhập bụi trần bên trong tiếp tục quan sát cự tháp bên ngoài diệp minh lẩm bẩm xem ra này chân thần giáo cũng muốn tiến vào thăng siêu cấp văn minh khó trách bọn hắn muốn phát hành nhiều như vậy công trái nguyên lai là vì tu kiến tháp này tiền cùng tài nguyên không đủ dùng nghĩ đến đây hắn liền tại chỗ chờ đợi mãi đến ngày thứ hai thời điểm cái kia trước đó tiến vào người trung niên mới lại ra tới xem ra hắn là phụ trách ra ngoài mua sắm nhân viên, mỗi ngày đều phải vào ra. Mà lần này, Diệp Minh số 2 sinh mệnh phục khắc biến hóa thành một hạt bụi, rơi vào đối phương trên quần áo. Người trung niên quả nhiên là đi mua sắm, mà lại vừa đi liền là 3 ngày. 3 ngày sau đó, hắn lại lần nữa tiến vào cự tháp chỗ không gian, số 2 cũng thừa cơ từ trên người hắn nhảy xuống, tìm cái ẩn nấp địa phương chờ. Lại nói thiên đạo tiền trang, chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền thành công kết thúc sạch nợ khoán ác ý mời nhận chân thần giáo phương mặt rõ ràng không có tiếp tục gây sóng gió hứng thú lập tức liền rút lui thiên đạo tiền trang rất nhanh khôi phục như thường nửa tháng sau một bút giá trị 200 tỷ công trái đúng hẹn phát hành nhóm này vô tức công trái chảy vào dân gian về sau liền có tiền tệ công dụng mọi người đều lấy ra làm tiền làm ngược lại không để ý đến chúng nó là công trái bản chất đương nhiên đây chỉ là giai đoạn khởi đầu mọi người mua sắm thời điểm như cũ thói quen sử dụng thần linh tệ hoặc là phù tiền linh thạch các loại đối với công trái sử dụng chỉ chiếm một số nhỏ. Bất quá, theo thời gian trôi qua, mọi người tất nhiên sẽ phát hiện công trái thuận tiện, đối với nó sử dụng tần suất cũng sẽ càng ngày càng cao. Đây là một cái quá trình dài dằng dặc, Diệp Minh kế hoạch, ít nhất phải dùng năm đến thời gian 10 năm mới có thể để cho công trái hoàn toàn vì mọi người tiếp nhận. Cùng một thời kỳ, Thiên đạo môn đối thật thần giáo phản kích cũng sơ kiến hiệu quả. Trước mắt, Thiên đạo môn đã thu gần 10 triệu công trái, sau đó bắt đầu đại quy mô bán tháo chân thần giáo trong tay ngoại trừ công trái nắm giữ tài nguyên tiền có hiện rất nhanh liền xuất hiện vô phương trả tiền mặt cục diện kể từ đó toàn bộ tiền trang uy tín lập tức liền sụp đổ càng nhiều người gia nhập vào ép buộc trong đại quân đây chính là trên trăm triệu công trái chân thần giáo có thể xuất ra ba năm triệu cũng không tệ rồi trên trăm triệu như thế nào thực hiện chân thần giáo tổng đàn thiếu niên giáo chủ sắc mặt tái xanh hắn hung hăng đập mặt bàn quát chuyện gì xảy ra vì cái gì đột nhiên nhiều người như vậy muốn thực hiện." Một tên trưởng lão vội vàng nói, "Giáo chủ, chúng ta đã điều tra ra, là Thiên đạo môn đang phản kích chúng ta. Trước hồi trở lại, chúng ta cao mua thấp ném, dẫn đến Thiên đạo tiền trang xuất hiện ép buộc. Có thể hiện tại, đối phương thế mà dùng giống nhau thủ pháp đối trả cho chúng ta." Thiếu niên giáo chủ vừa hận lại hối hận, hung hăng dậm chân một cái, nói, "Chỗ nào có thể muốn lấy, cái này Thiên đạo môn cư nhiên như thế có tiền?" Vốn là muốn đưa nó phá tan, nào biết được còn bị cắn ngược một cái. Giáo chủ, làm sao bây giờ? Thế lực khắp nơi đều ở chúng ta đòi tiền, có thể hết thảy tài nguyên đều dùng đến thần tháp phía trên, không bỏ ra nổi tới a." Khác một trưởng lão lo lắng nói. Thiếu niên giáo chủ Nguyễn Lợi nói, "Vậy liền thông cáo thiên hạ, Chân Thần Tiền Trang tạm thời không tiếp tục kinh doanh, Ba năm về sau mới có thể một lần nữa buôn bán." Cứ như vậy, nói phất phất tay, sau đó tâm phiền ý loạn rời đi các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, này không thể nghi ngờ sẽ để cho tiền trang ném mất uy tín. Có thể không làm như vậy, lại có thể làm sao đâu. Chân thần tiền trang thông cáo vừa ra, quần tinh xúc động, không ít mạnh mẽ thế lực thậm chí mang binh đến đây, dùng đủ loại biện pháp đòi nợ. Diệp Minh tự nhiên cũng ngay đầu tiên nghe được tin tức. Trước trước sau sau, coi là mua bán, thiên đạo môn trong tay bây giờ còn chỗ lấy thất triệu hơn 3.000 vạn ức vĩnh hàng tệ, có thể nói là thật thua thiệt không ít. Bất quá, lúc này hắn lại không có chút nào thua thiệt cảm giác, ngược lại là cười ha hả, mệnh lệnh thần tháp chỗ trong không gian số 2, mở ra không gian thông đạo.